Kính thưa quý vị, quý bạn, trong câu chuyện Thế giới quanh ta hôm nay tôi trở lại với quý vị trong một vài tin liên quan đến nước Mỹ và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là những cái thông tin mà quý vị cũng cần biết. Cái tin đầu tiên đó là như quý vị biết, trong cái thời gian vừa qua thì giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã có sắp xếp để có một cái cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ, tức là Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ và ông Tập Cận Bình của Trung Cộng, để mà thảo luận về những vấn đề quan trọng giữa hai quốc gia. Và người dân Hoa Kỳ chắc chắn mong đợi trong cái cuộc gặp gỡ này sẽ có nhiều thông tin để cho người ta biết cái tình trạng giữa hai quốc gia nó đang như thế nào và những vấn đề của nước Mỹ sẽ được giải quyết như thế nào trong những ngày tháng sắp tới. Thì như chúng ta biết, đây là một cái cuộc gặp gỡ hết sức là quan trọng, bởi vì từ khi ông Joe Biden làm tổng thống đến nay chưa bao giờ có một cuộc gọi là gặp mặt diện đối diện. Đây là lần thứ ba mà giữa hai vị nguyên thủ nói chuyện với nhau qua đường điện thoại, qua hệ thống viễn thông mà thôi. Thì như chúng ta biết là những thông tin từ phía hai quốc gia đưa ra sau khi hai người đã gặp nhau vào tối ngày 16 tháng 11 vừa qua, và cuộc gặp gỡ này đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và đã có nhiều vấn đề được nêu ra. Nhưng nếu chúng ta theo dõi bản tin riêng của từng quốc gia, tức là về bên phía Trung Cộng và về bên phía Hoa Kỳ, thì thấy nó có những cái điểm khá khó hiểu. Thí dụ như về bên phía Trung Cộng thì họ nói rằng ông Tập Cận Bình đã nói rõ những vấn đề, rằng là một cái làn ranh đỏ đã vạch ra, và ông ấy cảnh báo Hoa Kỳ và đặc biệt là Tổng thống Joe Biden đừng bước qua cái làn ranh đỏ đó, tức là vấn đề mà phải chấm dứt tất cả những cái gì liên hệ tới quốc đảo Đài Loan. Và nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục đi theo con đường đó thì bao nhiêu những vấn đề kế hoạch khác sẽ không được bên phía Trung Cộng chấp nhận, và vì vậy có thể sẽ bất lợi cho cả hai quốc gia. Và cái thái độ của Trung Cộng rất dứt khoát và rất rõ ràng, bởi vì đây là cái ưu tiên số 1 và hai bên nói chuyện với nhau. Do đó về bên phía Hoa Kỳ đã chấp nhận những cái điều, thí dụ như là Hoa Kỳ đã cam kết là sẽ tuân thủ cái chính sách công nhận một nước Trung Hoa mà thôi. Đó là về phía bên phía thông tin của Trung Cộng đưa ra. Còn về phía Hoa Kỳ thì các thông tin đưa ra cũng nói rằng là cái cuộc gặp gỡ này đã đạt được nhiều thành công và hai bên đã trao đổi. Tuy nhiên Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ nói về vấn đề nhân quyền, về vấn đề Tân Cương, về vấn đề Duy Ngô Nhĩ, về vấn đề thương mại. Và phía Hoa Kỳ cũng đưa ra những chính sách rất là cứng rắn. Tóm lại là nếu mà so sánh hai bên thì bên nào cũng cứng rắn cả. Và Hoa Kỳ đặt Trung Cộng là một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng mà vẫn hợp tác để mà hai bên cùng tiến lên và tránh những cái chuyện mà đụng độ có thể xảy ra bất lợi cho cả hai bên. Nhưng mà chúng ta biết rằng là tất cả những cái chuyện này nó đều trong bóng tối giữa hai người nói chuyện với nhau, bởi vì cái phần đầu khi mà chào hỏi đó thì các cơ quan truyền thông người ta được nghe thấy. Còn sau đó, đó thì chẳng ai biết là hai người nói gì, cam kết những gì, không ai biết được trong hơn 3 tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà một cái điều rõ ràng là về phía người dân Hoa Kỳ thì người ta muốn thấy rõ là chính quyền của ông Joe Biden phải cứng rắn, phải giữ được cái vị trí lãnh đạo hàng đầu trên thế giới. Và đó cũng là cái điều kiện mà ông Joe Biden muốn cho người dân Hoa Kỳ biết, bởi vì những cái điểm tiêu cực trong cái thời gian vừa qua giữa chính quyền của ông và đặc biệt là những vấn đề về quốc tế đó,
có thể là sẽ làm cho cái sự tín nhiệm của ông nói riêng và của Đảng Dân Chủ nói chung thì sẽ ảnh hưởng tới cái tương lai của chẳng những của cái chính quyền Joe Biden mà còn cả Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ khi mà bầu cử giữa nhiệm kỳ nữa. Cũng y như vậy thì bên phía bên Trung Cộng cũng vậy, người dân tàu họ cũng muốn là ông Tập Cận Bình phải cứng rắn với Mỹ, bởi nếu không đó thì là hiện tại đang có những cái sự tranh chấp trong nội bộ. Do đó ngoài cái vấn đề những cái thông tin đưa ra thì cả hai bên đều muốn chứng tỏ cho dân của mình biết rằng tôi cứng rắn với bên kia cũng nói là tôi cứng rắn với bên này. Nhưng mà chúng ta hãy chờ xem ngày tháng sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, lúc đó mình mới đánh giá được. Chứ qua những cái cuộc nói chuyện giữa hai người thì cũng rất khó để mà mình biết nó sự thật như thế nào. Đó là cái thông tin rất là quan trọng, và trong những ngày tháng sắp tới thì chúng tôi cũng cố gắng đưa thêm để mà quý vị tìm hiểu. Cái đề tài ngày hôm nay mà tôi muốn nói tới quý vị là đây một cái thông tin khá quan trọng ở Việt Nam. Như chúng ta biết rằng là hôm 11 tháng 11 vừa rồi thì trong cái phiên họp của Quốc hội thì có cái ông đại biểu tên là Vũ Trọng Kim thuộc Quảng Nam đó, thì ông ta đã chất vấn ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về một cái thông tin rằng là theo như Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết thì tàu cộng đó đã làm chủ 162.000 hecta, tức là tương đương với 1.620 kilo vuông đất của Việt Nam. Và trong ấy thì có 62.000 hecta, tức là 620 63.000 xin lỗi, tức là 630 km vuông đất thuộc những cái vùng nhạy cảm. Đấy. Thì đây là một cái vấn đề mà người Việt Nam chúng ta đã nghe rất lâu là Việt Nam đã cho tàu cộng thuê nhiều đất ở nơi này nơi khác. Thì khi mà ông đại biểu Vũ Trọng Kim nêu ra thì ông Nguyễn Chí Dũng đó nói rằng chúng tôi chưa có nắm vững được những cái thông tin đó và tôi sẽ nghiên cứu để trả lời sau. Thưa quý vị, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cái câu trả lời của ông Nguyễn Chí Dũng làm cho nhiều người trong nước hoang mang, và đặc biệt những người biết rõ sự kiện thì không thể chấp nhận được. Cái lý do là theo như thông tin của Bộ Quốc phòng đó thì cho tới năm 2019 đã có 149 doanh nghiệp mà vốn là của Tàu Cộng đã đầu tư vào Việt Nam, và họ đã thuê đất hay là cách nào đó liên doanh với công ty hay là một người Việt Nam nào đó làm chủ, và cái diện tích mà họ đã thuê hay là họ mua không biết được là 162.000 hecta, tức là tôi như hồi nói tôi nói hồi nãy đó, tức là 1.620 km vuông, tức là diện tích lớn hơn 2 lần nước Singapore và lớn gần gấp 3 lần đảo Phú Quốc. Đây là một cái diện tích đất rất là lớn mà một viên chức là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nói rằng không biết, không nắm vững, thì điều đó hết sức là lạ. Chúng ta biết rằng là cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về đất đai đó là đất đai thuộc về nhân dân nhưng mà do nhà nước làm chủ. Chúng ta đã theo dõi ở Việt Nam trong suốt những năm qua, khi mà nhà nước tịch thu đất của người dân thì một mảnh đất còn con của một gia đình chỉ vài ba chục mét vuông hay là 100-200 mét vuông thì các viên chức từ phường, từ xã, từ huyện, từ tỉnh họ đều nắm rất vững ai làm chủ đất như thế nào, họ biết hết. Thế mà một cái diện tích lớn khổng lồ như vậy, hơn 1.000 km vuông như vậy, mà bây giờ một ông bộ trưởng nói rằng không có thông tin, không biết rõ, thì câu giải thích ấy có chấp nhận được không, thưa quý vị? Chúng ta biết rằng ở Việt Nam ngoài những cái khu vực mà
đã cho tàu cộng thuê 70 năm, 90 năm để họ làm những cái khu mà bây giờ nói rằng ngay cả công an, bộ đội Việt Nam cũng không mén bảng tới được. Và những doanh nghiệp nào đó do vốn của tàu cộng nhưng mà lại đứng tên đất là người Việt Nam vân vân cũng không thể giải quyết, không biết được như thế nào, thì cái cách trả lời ấy có ai tin được không quý vị? Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, bởi cho rõ thấy rõ là Đảng Cộng sản Việt Nam đã âm thầm cho thuê, hay nói trắng ra là đã bán đất cho Tàu, và những cái vùng đất ấy chắc chắn nó nằm ở trong những cái vùng hiểm yếu, nằm trong những cái khu vực chiến lược. Đây là cái thông tin mà không ai khác là Bộ Quốc phòng nói ra. Mà Bộ Quốc phòng nói ra mà Bộ Tài nguyên Môi trường không biết thì chúng ta có tin được không? Thành ra thông tin này tôi nêu ra để cho quý vị theo dõi. Và như chúng ta biết là trong cái thời gian 2-3 năm trở lại đây thì có những cái thông tin là những mảnh đất vàng ở những vùng ven biển, thí dụ như gần Đà Nẵng có rất nhiều những cái công ty hoặc là những cái dự án khai thác, nhưng mà bề mặt thì có thể là người Việt Nam đứng tên, nhưng mà tiền và là cái ruột của nó thì là Trung Cộng. Đây là những hình thức, nhưng mà những hình thức ấy chẳng lẽ là huyện, là tỉnh lại không biết cái đất đó thuộc về ai? Nó hết sức là vô lý. Do đó tôi nêu lên cái thông tin này để cho chúng ta theo dõi và biết rằng cái tương lai của đất nước chúng ta hết sức nguy hiểm, và rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã âm thầm bán đất bán biển cho Tàu Cộng để họ được hỗ trợ và tiếp tục duy trì cái quyền thống trị trên quê hương Việt Nam. Đó là cái thông tin mà tôi muốn nêu ra với quý vị ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị trong một chương trình khác.